Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy và Đảng ủy Trung tâm Y tế quận về việc lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc tổ chức thực hiện mua sắm thuốc, việc liên doanh liên kết mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và trang thiết bị chẩn đoán phát hiện virus SARS-CoV-2. Theo đánh giá, quận Bình Thủy thực hiện nghiêm các quy định trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao. Các đơn vị tổ chức mua sắm trong năm 2021 tổng giá trị trên 7 tỷ 200 triệu đồng. Việc chi hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân và nhân viên y tế điều trị F0, F1, tình nguyện viên và chi hỗ trợ thêm cho trẻ em một lần, chi hỗ trợ phương tiện sinh hoạt phí cho bệnh nhân, hỗ trợ phụ cấp chống dịch được thực hiện theo đúng quy định với tổng số tiền trên 7 tỷ 700 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn kiểm tra, đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy chỉ đạo các đơn vị liên quan và Đảng ủy Trung tâm Y tế quận bổ sung hoàn thiện các thủ tục mua sắm trang thiết bị vật tư y tế theo quy định, tiếp tục chi hỗ trợ thêm cho trẻ em một lần theo danh sách đã được phê duyệt, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy trong công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.